Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Đậu 98 Gaming. Mình biết tất cả các bạn trên kênh của mình chỉ thích xem tựa game Play Together, nhưng sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn một tựa game Pokemon đồ họa cực kỳ đẹp và chân thực sắp được ra mắt, có tên là Siêu Bảo Bối. Tựa game này là một tựa game màn hình ngang sẽ ra mắt vào 10 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2022. Có thể nói tựa game này là một tựa game Pokemon cực kỳ là đáng mong đợi của năm 2022 đấy các bạn ạ. Thì khi các bạn đăng nhập vào tựa game này, các bạn sẽ được tặng và quay 50 lượt quay để thu phục các thần thú của mình, để trở thành nhà huấn luyện viên tài ba của Siêu Bảo Bối, sở hữu hàng ngàn bảo bối huyền thoại, tham gia thi đấu pet tại đấu trường siêu bảo bối lớn nhất thế giới cùng với những người chơi khác để tìm ra nhà vô địch. Đồng hành cùng các bảo bối, bạn sẽ được trải nghiệm quá trình huấn luyện thần thú theo đúng chuẩn nguyên tác manga và anime. Đặc biệt, mỗi thần thú trong game hay còn được gọi là bảo bối sẽ có những kỹ năng riêng biệt, vùng tính, cách khác nhau, được xây dựng dựa trên 18 hệ tương sinh tương khắc nhau. Mỗi hệ sẽ có những khả năng tấn công và phòng thủ khác nhau, cũng như tính khắc chế lẫn nhau. Vì vậy, đòi hỏi các huấn luyện viên là phải xây dựng cho mình một những chiến thuật riêng, tính toán tỉ mỉ và có thể đánh bại đối thủ. Tại siêu bảo bối, huấn luyện viên có thể thu phục các siêu thú thông qua rất nhiều cách nha. Dễ dàng thu thập tất cả các bảo bối huyền thoại, từ đó có sức thỏa mãn và thay đổi đội hình và chiến thuật, chiến thắng ở ngay trong tầm tay luôn các bạn nhé. Cùng các bạn hãy cùng chờ đợi đến ngày 10 giờ ngày 24 tháng 5 để tham gia vào hành trình trở thành bậc thầy huấn luyện tại siêu bảo bối ngày hôm nay nha các bạn nhé. Và trong tựa game siêu bảo bối này sẽ có tính năng đặc sắc của siêu bối cực kỳ như sau. Đó là một tựa game pet đấu chiến thuật đỉnh cao, có 24 hệ tương sinh tương khắc, đội hình 30v30, tức là 30 đấu với 30, cùng vào vui và quyết chiến tiến hóa xin đi quẩy tung đội hình của đối thủ. Đăng nhập thì các bạn sẽ nhận free hàng ngàn bảo bối cấp S luôn, siêu cấp vui chiến luôn, trang bị đa dạng, dễ dàng nâng cấp chiến DDME cùng giành phút thắng lợi, quyết chiến cùng lòng tin, khiêu chiến cùng hội quán, hoàn thành nhiệm vụ và thăng cấp thẻ phát để nhận quà xịn nha. Canh giữ di tích, bậc thầy cường hóa, cuộc chiến hầm mỏ và khám phá khe nứt không gian, cực kỳ nhiều tính năng đúng không bạn? Và tựa game này là đồ họa cực kỳ đẹp luôn, đồ họa 3D và hình ảnh chân thực. Và hơn thế nữa, nó là một tựa game nằm ngang nha các bạn, nó là tựa game màn hình ngang. Các bạn chơi game là các bạn cực kỳ thích những tựa game mà nằm màn hình ngang đúng không? Bây giờ các bạn hãy, sau khi các bạn đã theo dõi clip này và xem những hình ảnh ở trên video của mình rồi, các bạn có thấy hấp dẫn không? Nếu các bạn thấy hấp dẫn thì cùng mình vào ngày 24 tháng 5 chúng ta cùng tải game về rồi chiến đấu nha các bạn nhé. Mình mong là mình sẽ lập một cái vui và có tất cả các bạn tham gia cùng với vui của mình để chiến đấu với tất cả các bạn khác nha. Rồi, clip mình xin dừng tại đây. Chúc các bạn sẽ được trải nghiệm game thật kỳ được thoải mái. Và đặc biệt, các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh giúp mình để nhận những cái mã code cực kỳ xịn sò khi game mới ra mắt nha các bạn nhé. Rồi, vậy thì clip mình xin dừng tại đây.